Có những đội tuyển dù bị loại sau vòng bảng nhưng vẫn được cổ động viên nhà ngợi khen và dành nhiều tình cảm. Nhưng ngược lại, có những cái tên dù đi tiếp với không một trận thua thì lại vẫn bị chê, bị chỉ trích thậm tệ tại Euro lần này. Không nói thì ai cũng biết, đó là đội tuyển Anh của huấn luyện viên Gareth Southgate và chúng ta sẽ đề cập đến họ trong Sôi động cùng Euro số 39. So với Croatia đã bị loại với chỉ 2 điểm sau 3 trận, hay Hà Lan dù chầy ra chóc vẩy cũng chỉ được 4 điểm và chỉ đứng thứ 3 tại bảng của mình. Việc tuyển Anh đứng đầu bảng C với chỉ 1 bàn thua và 5 điểm thu về lẽ ra phải được khen, hoặc ít nhất cũng là những ngón tay cái đưa lên như thế này để động viên. Nhưng trái lại, họ đang gánh rất nhiều sức ép và điều ấy không biết sẽ giúp Tam Sư thi đấu quyết tâm hơn hay sẽ càng chệch choạc và bạc nhược trước đối thủ Slovakia ở vòng này. Ở 3 lượt đấu vòng bảng, đội tuyển Anh đã có màn thể hiện vô cùng thất vọng khi nhìn vào những ngôi sao góp mặt trong đội hình. Việc chỉ có được 5 điểm cùng 2 bàn thắng đã cho thấy sự rời rạc trong lối chơi mà Gareth Southgate đã gây dựng. Bên cạnh đó, các ngôi sao cũng không có được sự kết nối nhất định và điều này đã khiến cho Tam Sư nhận về vô vàn những chỉ trích. Trong chiến dịch chinh phục danh hiệu Euro 2024, Harry Kane và Jude Bellingham được kỳ vọng sẽ là đầu tàu mang về những kết quả có lợi cho đội tuyển Anh. Hai ngôi sao này đều có được một bàn thắng trong 3 trận vòng bảng, nhưng như vậy là chưa đủ để cho thấy sự đột biến mà họ thể hiện ở cấp câu lạc bộ. Bên cạnh đó, Phil Foden, cầu thủ xuất sắc nhất ngoại hạng Anh cũng để lại thất vọng lớn khi không tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong màu áo của Man City. Nếu như tiếp tục duy trì phong độ như những gì đã thể hiện, Tam Sư chắc chắn sẽ gặp khó trước một Slovakia chơi kiên cường. Mặc dù không được đánh giá cao tại Euro 2024, tuy nhiên Slovakia là đội đã tạo nên cơn địa chấn đầu tiên khi đánh bại đội tuyển Bỉ, một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch. Đoàn quân của Francesco Caggiola kết thúc vòng bảng với 4 điểm có được, qua đó bước tiếp vào vòng 1/8 với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Và điều này đã cho thấy sự kiên cường của đội tuyển này tại Euro 2024. Không quá bất ngờ nếu như một cuộc chạm trán tới sẽ có rất ít bàn thắng được ghi. Lý do là bởi ở 3 lượt trận tại vòng bảng, đội tuyển Slovakia có được 3 bàn thắng. Trong khi đó, đội tuyển Anh còn gây thất vọng hơn khi chỉ có 2 lần xuyên thủng mảnh lưới của đối thủ. Phong độ tệ hại của các ngôi sao trên hàng công của đội tuyển Anh cùng với đó là sự chắc chắn trong khâu phòng ngự của đội tuyển Slovakia nhiều khả năng sẽ khiến cho trận đấu trở nên tẻ nhạt khi những pha tấn công chỉ dừng lại ở mức cơ hội và bàn thắng sẽ rất khó có thể xuất hiện. Tại Euro 2024, đội tuyển Anh đã có màn trình diễn nhạt nhòa trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Slovenia. Sau 2 trận đấu gây thất vọng, huấn luyện viên Gareth Southgate có sự thay đổi đáng chú ý khi xếp Conor Gallagher đá chính ở hàng tiền vệ thay cho Trent Alexander-Arnold. Tuy nhiên, việc điều chỉnh của ông không mang lại hiệu ứng như mong đợi, Tam Sư vẫn chơi bế tắc và bị Slovenia cầm hòa 0-0. Chính vì vậy, huấn luyện viên Gareth Southgate vấp phải sự phản đối chưa từng thấy từ người hâm mộ Anh. Kể từ khi nhận chức vào năm 2016, huấn luyện viên 53 tuổi này luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ giới mộ điệu. Đặc biệt, sau khi ông giúp cho Tam Sư lọt vào bán kết World Cup 2018 và chung kết Euro 2020, hiện tại điều đó không còn tồn tại. Sau khi không đem lại kết quả như kỳ vọng, chính các cổ động viên tại sân cũng đã la ó tẩy chay Gareth Southgate. Sau trận đấu với Slovenia, Gareth Southgate và các học trò đi đến cuối sân để chào các cổ động viên Anh. Thay vì nhận được những tràng pháo tay động viên, cựu huấn luyện viên Middlesbrough bị la ó thậm tệ, thậm chí có một số kẻ quá khích đã ném cốc nước về hướng Gareth Southgate. Đội tuyển Anh vẫn đi tiếp với ngôi đầu bảng C, nhưng kết quả này không đủ làm hài lòng người hâm mộ của họ. Đây là điều dễ hiểu bởi Tam Sư được đánh giá là ứng cử viên vô địch số 1 trước khi Euro 2024 khởi tranh. Các màn trình diễn vừa qua không tương xứng với đội hình toàn sao của họ. Chia sẻ sau khi bị la ó và ném cốc vào người, huấn luyện viên Gareth Southgate cho biết ông hiểu phản ứng của người hâm mộ, nhưng ông sẽ không lùi bước. Điều quan trọng là anh vẫn đoàn kết và bước tiếp. Ông cũng hiểu những câu chuyện đang nhắm vào ông. Ông cũng chia sẻ rằng trước giờ chưa thấy đội tuyển nào khác giành vé đi tiếp mà phải chịu đựng phản ứng tương tự. Ông sẽ không lùi bước. Ông nhận ra những khoảnh khắc tiêu cực ở cuối trận và ông yêu cầu các cầu thủ phải dũng cảm. Đội tuyển Anh sẽ không ngại cảm ơn người hâm mộ vào cuối trận đấu. Rất nhiều đội ước có được vị trí, vị thế như tuyển Anh sau khi vòng bảng kết thúc mà không được, trong khi thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate lại như đứng trên đoạn đầu đài khi tiến ra khu vực có cổ động viên nhà. Những nghịch lý như vậy khiến Tam Sư trở thành một trường hợp đặc biệt tại Euro năm nay, và ngay sau đây chúng ta sẽ phân tích xem nghịch lý đó liệu là tốt hay không tốt cho tuyển Anh ở chặng đường sắp tới. Có thể nói trước giải đội tuyển Anh là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay, nhưng vào giải họ bỗng trở thành ứng cử viên gây thất vọng nhất.
Huấn luyện viên Gareth Southgate nhận chỉ trích dữ dội đến mức ông đã bị ném cốc bia về phía người từ các cổ động viên trên khán đài. Nhưng nghịch lý là tuyển Anh dưới thời ông là tuyển Anh thành công nhất trong lịch sử và chỉ thiếu một chiếc vô địch của World Cup 1966 để ông có thể vượt qua Sir Ian Ramsay. Thêm một nghịch lý nữa tạo ra, tuyển Anh đá bế tắc, gây thất vọng nhưng lại là đội tuyển có khả năng vào chung kết Euro rõ rệt nhất. Và nếu vào chung kết thì việc họ là ứng cử viên số 1 lại không có gì sai. Trong quá khứ, chỉ có đúng 3 tập thể vào chung kết trong 2 kỳ Euro liên tục. Đầu tiên là tập thể Tây Đức năm 1976-1980, sau đó vẫn là nước Đức thống nhất với năm 1992 và 1996. Gần đây nhất chính là thế hệ vàng của Tây Ban Nha với 2 chức vô địch Euro 2008 và Euro 2012. Tuyển Anh có phải là tuyển thứ 3 làm được điều này? Xét về góc độ tâm linh, tuyển Đức cứ sau một trận chung kết thất bại lại là một trận chung kết chiến thắng. Thực tế thì đội tuyển Tây Đức hay đội tuyển Cộng hòa Liên bang Đức đều có một đặc điểm giống nhau ở lối đá lầm lũi. Cũng vì vậy mà biệt danh cỗ xe tăng do người hâm mộ Việt Nam đặt từ đó mà ra. Cứ thế tiến lên và luôn là đội bóng vào chung kết, bán kết nhiều nhất trong lịch sử các giải đấu. Người Đức không nói nhiều như người Anh, đó là lý do người Đức thành công trong bóng đá hơn người Anh. Ở đây người hâm mộ từ trung lập đến fan của Tam Sư đều chỉ trích lối đá tẻ nhạt của huấn luyện viên Southgate, lối đá ru ngủ, bế tắc, thiếu bàn thắng và thật sự chẳng mang lại cho họ những cảm xúc thăng hoa. Nhưng nguyên nhân chỉ trích là vì sao khi mà tuyển Anh vẫn có được thứ mình cần. Vì vậy việc người hâm mộ đang nhọc lòng chỉ trích Tam Sư là đến từ cảm giác được thừa nhận. Với việc có trong tay Saka, Phil Foden, Harry Kane, Bellingham hay là Cole Palmer, những con người làm mưa làm gió trong bình diện câu lạc bộ suốt cả mùa giải 2023-2024 vừa qua, mà giờ đây lên tuyển đá như gà mắc tóc thì đương nhiên là phải khó chịu. Chưa kể tuyển Anh luôn là đội bóng đông fan hâm mộ, Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và tất nhiên là truyền thông Anh thì khét tiếng xưa này. Chính tâm lý ấy đã khiến cho người hâm mộ chỉ trích huấn luyện viên Southgate. Họ cũng không nhận ra trên đời này, kết quả là quan trọng nhất. Hãy đợi để xem tiếp kết quả của người Anh bởi vì cách mà tuyển Anh đi khá giống với nhiều nhà vô địch trong lịch sử. Chỉ là không ai bị chú ý nhiều như là tuyển Anh cả mà thôi. Ở thời điểm hiện tại, cả 4 đội tuyển mạnh nhất lúc này là Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều đang nằm chung một nhánh. Điều này đồng nghĩa với việc tuyển Anh sẽ làm vua ở nhánh đấu còn lại với các đối thủ dưới cơ. Anh hoàn toàn tràn trề cơ hội lọt vào chung kết. Nếu không quá trông chờ tuyển Anh thay đổi lối chơi thì các cổ động viên của đội bóng này cũng vẫn mong một chiến thắng sẽ thuộc về thầy trò huấn luyện viên Southgate trước Slovakia. Nhưng liệu Tam Sư sẽ thi đấu như thế nào? Lại là lối chơi nhạt nhẽo khiến người hâm mộ chán nản lẫn lo sợ hay sẽ là một diện mạo khác để giành chiến thắng? Có lẽ lúc này sẽ là thích hợp nhất để chúng ta đi hỏi nhà tiên tri của chương trình Sôi Động Cùng Euro xem liệu đội bóng có tổng giá trị cầu thủ cao nhất giải có làm nên chuyện hay không? Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với dự đoán cùng Euro với nhà tiên tri Hunter Q của chúng ta. Vâng, tại vòng bảng thì đội tuyển Anh đã kết thúc ở vị trí thứ nhất của bảng C sau một chiến thắng và hai trận hòa có được 5 điểm. Trong khi đó, đối thủ của đội tuyển Anh đó chính là Slovakia. Đội tuyển kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 và là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc lọt vào vòng trong. Họ có được một chiến thắng, một trận hòa và một trận thua, có được 4 điểm. Liệu ngày hôm nay thì Anh hay Slovakia sẽ là đội đi tiếp đây? Điều đó hãy chờ trận đấu kết thúc. Và ngay bây giờ thì hãy tham khảo xem nhà tiên tri của chúng ta Hunter Q sẽ lựa chọn đội tuyển nào là đội giành chiến thắng quý vị nha. Và để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu ở bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của đội tuyển Anh. Và bên phải màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của Slovakia. Vâng, và như vậy là phần dự đoán của Hunter Q đã chính thức bắt đầu. Ngay từ những giây phút đầu tiên thì Hunter Q vẫn đang chậm di chuyển bát thức ăn bên phía của Slovakia rồi. Vâng, ở góc quay này thì chúng tôi không biết là Hunter Q đã ăn hay chưa. Chúng ta hãy chờ quyết định cuối cùng của các trọng tài vậy. Chúng tôi có cảm tưởng như Hunter Q đã ăn rồi thì phải. Nhưng có lẽ vẫn phải chờ quyết định cuối cùng từ trọng tài. Như vậy là phần dự đoán vẫn tiếp tục diễn ra. Như vậy là các trọng tài xác định trong tình huống vừa rồi thì Hunter Q chưa ăn thức ăn bên phía của Slovakia, thưa quý vị và các bạn. Lúc này thì Hunter Q đã di chuyển và bắt thức ăn bên phía của đội tuyển Anh rồi. Vâng, là vẫn là những góc quay từ trên cao xuống. Và góc quay này thì rõ ràng là Hunter Q đang ăn thức ăn bên phía của đội tuyển Anh rồi, thưa quý vị và các bạn. Vâng, lựa chọn của Hunter Q đó chính là lựa chọn đội tuyển Anh là đội tuyển giành quyền đi tiếp.
Còn lựa chọn của quý vị và các bạn là gì? Hãy để lại comment cho chúng tôi biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhà tiên tri đã xong việc của mình rồi. Và giờ là đến phần dành cho các bạn. Phần việc đó cũng có thể gọi là trổ tài tiên tri, vì các bạn sẽ thử xem liệu mình có thể dự đoán chính xác kết quả trận đấu này hay không. Hãy comment về tỷ số chung cuộc mà bạn lựa chọn ở dưới video này nhé. Biết đâu bạn dự đoán còn chính xác hơn cả nhà tiên tri thì sao? Xin chào và hẹn gặp lại.